Hôm nay chúng ta sẽ học bài tập đọc của tuần 26 và cũng là bài tập đọc thứ hai của chủ đề những người quả cảm. Các em hãy nhìn lên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì. A. Bức tranh vẽ những người thanh niên đang lấy sức mình làm hàng rào để ngăn dòng nước. Các em ạ, lòng dũng cảm của con người không chỉ được bộc lộ trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, trong đấu tranh bảo vệ lẽ phải, mà còn được bộc lộ trong cuộc đấu tranh chống thiên tai. Qua bài tập đọc Thắng Biển của nhà văn Chu Văn, các em sẽ thấy được lòng dũng cảm của những con người bình dị trong cuộc vật lộn với cơn bão biển hung dữ. Cứu sóng Quảng Đê, giữ vững cuộc sống cho dân làng. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 76 và nghe cô đọc bài nhé. Thắng Biển. Mặt trời lên cao dần, gió bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ, khoảng mênh mông ẩm ý càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Một tiếng ào ào dữ dội như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra, một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng, một bên là hàng ngàn người, với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm. Hơn 20 thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sóng. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt, nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt. Và thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được Quảng Đê sống lại, theo Chu Văn. Các em lưu ý, khi đọc bài, toàn bài đọc với giọng gấp gáp, căng thẳng, cảm hứng gợi ca. Bây giờ, cô sẽ giúp các em chia đoạn. Theo các em, bài này được chia làm mấy đoạn? À, bài này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, mặt trời lên cao dần, đến con cá chim nhỏ bé. Đoạn 2, từ một tiếng ào dữ dội, đến chống giữ. Đoạn 3 là phần còn lại. Các em hãy dùng bút chì đánh dấu vào sách giáo khoa. Bây giờ cô sẽ luyện đọc cho các em một số từ khó. Các em nhìn lên màn hình và đọc theo cô nhé. Mênh mông. Tiếng mênh, các em chú ý vần ên, e nhờ ên. Đọc là mênh mông. Điên cuồng, các em lưu ý tiếng điên, vần yên, i-e-n yên. Tiếng cuồng, vần uông. Đọc điên cuồng. Quảng Đê, các em lưu ý âm an, dấu ngã. Đọc là Quảng Đê.
khoác vai. Các em lưu ý tiếng khoác vần oác o a cờ oác đọc là khoác vai. Bên cạnh những từ khó, trong bài còn có một câu dài. Các em cùng nghe cô đọc bài nhé. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Các em hãy luyện đọc và đọc lại câu nhé. Các con vừa luyện đọc toàn bài và đọc một số từ khó. Bây giờ để hiểu rõ nghĩa một số từ, cô mời các con cùng qua phần giải nghĩa từ. Các con hãy nhìn lên màn hình nào. Mập có nghĩa là con cá mập. Cây vẹt là cây sống ở rừng nước mặn, lá dày và nhẵn. Chảo, chảo là sợi dây thừng to và rất bền. Xung kích có nghĩa là đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất. Con đê hay còn gọi là đê điều, là một lũy đất nhân tạo hay tự nhiên kéo dài dọc theo các bờ sông hoặc bờ biển, hoặc các loại đê nhân tạo tạm thời để ngăn nước ngập một khu vực cụ thể. Chúng ta vừa tìm hiểu, đọc bài và giải nghĩa một số từ. Bây giờ chúng ta cùng qua phần tìm hiểu bài. Các con hãy đọc đoạn 1 và trả lời cho cô câu hỏi. Tìm những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn 1 nói lên sự đe dọa của cơn bão biển. Các con hãy bấm dừng video, đọc và trả lời câu hỏi. Các con đã có câu trả lời chưa? Hãy nhìn lên màn hình so sánh với kết quả của cô nhé. Những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn 1 nói lên sự đe dọa của cơn bão biển đó là: gió đã bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ, biển cá muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. Vậy, theo các em, các từ ngữ hình ảnh ấy gợi cho em điều gì? Chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời nào. À, các từ ngữ và hình ảnh ấy gợi cho ta thấy cơn bão biển rất mạnh, rất hung dữ. Nó có thể nuốt tươi con đê bất cứ lúc nào. Vậy qua luyện đọc đoạn 1 và trả lời các câu hỏi, bạn nào có thể rút ra cho cô ý của đoạn 1 muốn nói lên điều gì không? Cô tin là các bạn đã tìm được đúng không nào? Các bạn hãy nhìn lên màn hình xem kết quả của cô nhé. À, ý của đoạn 1 muốn nói lên cơn bão biển đe dọa. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong đoạn 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn 2. Các em hãy đọc đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2? Các em hãy bấm dừng video, đọc và trả lời câu hỏi. Các em đã có câu trả lời chưa? À, cô tin là các em đã đọc bài và trả lời rất tốt. Các em hãy nhìn lên màn hình và so sánh câu trả lời của mình và câu trả lời của cô nhé. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như sau. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào, một bên là biển, là gió trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ. Vậy theo các em, đoạn 1 và đoạn 2, tác giả đã sử dụng biện pháp gì để miêu tả hình ảnh của biển cả? À, ở đoạn 1 và đoạn 2, tác giả đã sử dụng biện pháp để miêu tả hình ảnh của biển cả đó là biện pháp so sánh. Như con cá mập đớp con cá chim nhỏ bé, hay như đàn cá voi lớn. Biện pháp nhân hóa, biến cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh, gió giận dữ điên cuồng. Tác giả
giả sử dụng các biện pháp ấy có tác dụng gì? À, tác giả sử dụng các biện pháp ấy có tác dụng đó là tạo nên sự sinh động, hấp dẫn, giúp người đọc hình dung được cụ thể, rõ nét về cơn bão biển. Vậy các em hãy rút ra cho cô ý của đoạn 2 nào. Ý của đoạn 2 là cơn bão biển tấn công. Các em ạ, khi viết một bài văn, muốn tạo nên sự sinh động và hấp dẫn giúp người đọc hình dung được cụ thể và rõ nét hơn, thì chúng ta phải dùng các biện pháp so sánh hoặc nhân hóa. Các bạn hãy áp dụng vào để viết bài tập làm văn của mình nhé. Và đây là hình ảnh khi cơn bão biển tấn công vào đất liền. Các em hãy đọc đoạn 3 và trả lời cho cô câu hỏi. Những từ ngữ, hình ảnh nào trong đoạn 3 thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển? Các em hãy bấm dừng video, đọc và trả lời câu hỏi. Các em đã trả lời được câu hỏi chưa? Hãy nhìn lên màn hình. Những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn 3 thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển đó là hơn 20 thanh niên, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuộn dữ. Họ khoác vai nhau thành sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn, họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Những bàn tay khoác tay nhau vẫn cứng như sắt, thân hình họ cột chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê. Vậy, qua tìm hiểu câu trên, các bạn rút ra được ý của đoạn 3 là gì? À, ý của đoạn 3 chính là con người quyết chiến quyết thắng cơn bão. Chúng mình vừa đi tìm hiểu ý của ba đoạn trong bài tập đọc. Vậy, cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nào. À, cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự đó là đầu tiên, biển đe dọa con đê, đoạn 1. Tiếp theo, biển tấn công con đê, đoạn 2. Con người thắng biển ngăn được dòng lũ cứu sống con đê, đoạn 3. Các em đã hiểu được ý của mỗi đoạn trong bài. Vậy bây giờ hãy nêu nội dung của bài học nào. Nội dung của bài học hôm nay chính là ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên. Các em hãy ghi nhớ phần nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Các em hãy nhìn lên màn hình. Cô có một số bức ảnh về hậu quả của cơn bão gây ra. Thứ nhất, làm cho bờ biển sạt lở. Thứ hai, làm cho nhà dân bị sập đổ. Thứ ba, nhà dân bị ngập trong biển nước. Và thứ tư, rác thải bị tuôn ra bãi biển. Và đây là hình ảnh con người ta đang phòng chống lũ bằng cách trồng cây ở bờ biển, đắp đê ngăn lũ. Chúng ta vừa đọc bài và tìm hiểu bài. Để đọc bài tốt hơn, cô và các bạn cùng qua phần đọc diễn cảm. Các bạn cần lưu ý đọc nhấn giọng ở một số từ ngữ cô đã in đậm màu đỏ. Bây giờ các bạn cùng nghe cô đọc và đọc theo nhé. Một tiếng reo to nổi lên rồi ầm ầm.
hơn 20 thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sóng. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt, nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ cột chặt, lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chảo. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn vào nước chát mặn. Đám người không sợ chết, đã cứu được Quảng Đê sống lại. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Về nhà các con hãy luyện đọc thật hay và đọc cho người thân nghe nhé. Xem bài tập đọc Gavroche ngoài chiến lũy. Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.